Giá heo hơi hôm nay ngày 13 tháng 12 điều chỉnh trái chiều 1.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tương đối ổn định. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng kg ở tỉnh Ninh Bình lên mức 49.000 đồng kg. Các địa phương còn lại có giá đi ngang so với ngày hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 51.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 49.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 50.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 49.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 50.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 50.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 49.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 49.000 đồng kg. Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi vẫn khá cao, trong khi đó thịt heo hơi bán trên thị trường đạt 47.000 đến 50.000 đồng kg. Với giá này, người chăn nuôi có lãi nhưng không nhiều. Tuy nhiên, nếu để dịch bệnh bùng phát thì sẽ đẩy người chăn nuôi ở Tuyên Quang rơi vào khó khăn kép một trong những yếu tố quan trọng để dịch không bùng phát đó là việc tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học an toàn dịch bệnh trên thực tế các ổ dịch được công bố từ đầu năm đến nay tại tỉnh tuyên quang đều nằm trong những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bên cạnh đó việc chủ quan lơ là khi thấy heo có dấu hiệu bệnh thường tự chữa trị không báo ngay cho nhân viên chăn nuôi thú y xã hoặc chính quyền địa phương vì vậy việc phát hiện một số ổ dịch không được kịp thời báo nông nghiệp việt nam đưa tin Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng rải rác, thị trường heo hơi miền Trung Tây Nguyên tăng nhẹ ở một vài nơi. Cụ thể hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cùng điều chỉnh giá thu mua lên mức 48.000 đồng/kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại tiếp tục được giao dịch với giá không đổi. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 47.000 đến 49.000 đồng/kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 48.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 48.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 47.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 48.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 47.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 48.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 49.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 47.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 47.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 48.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhẹ. Tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Theo đó, sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, giá heo hơi tại Bình Phước, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh về mức 47.000 đồng mỗi kg, cùng với Bình Dương Thương lái tại các địa phương còn lại tiếp tục thu mua heo hơi với giá trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 47.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 47.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 47.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 47.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 48.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 48.000 đồng mỗi kg, Long An là 50.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 50.000 đồng mỗi kg, An Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 49.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 50.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 51.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 49.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 48.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 49.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 49.000 đồng mỗi kg.